Huy Cường, trùm đểu cán trên phim đời thực thương vợ không dám ăn phở 15.000 để dành mua sữa cho con. Trên phim thường thủ vai gai góc độc ác, nhưng ngoài đời thực thì Huy Cường lại rất hiền lành, vui tính và là người đàn ông của gia đình. Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 20 năm với diễn viên kịch Chế Hoàng Lan. Diễn viên Huy Cường, tên thật là Nguyễn Vi Cường, biết con đam mê nghệ thuật. Mẹ anh khi ấy quen biết với mẹ của danh hài Hữu Châu đã ngỏ lời tìm cơ hội để con được vào trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu anh được giới thiệu để vào lớp chính quy do danh hài Minh Nhí đứng lớp, nhưng vì cả lớp đang chuẩn bị thi học kỳ 1, Huy Cường đành xin chuyển học hệ C. Cùng lớp với anh là Long đẹp trai Thái Hòa. Sau một năm anh mới chuyển sang học hệ A chính quy. Dù được đào tạo từ Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng sau khi ra trường, anh chỉ nhận được những công việc sau cánh gà. Từng có lúc anh muốn từ bỏ, nhưng sau đó Huy Cường có cơ hội tham gia sân khấu với vai diễn trong nhóm Tam Tấu Trẻ. Từ đó anh dần được công chúng biết đến nhiều hơn. Sau này Huy Cường được khán giả biết đến qua các vai đểu cán phản diện trên màn ảnh. Là trùm phản diện, Huy Cường luôn cố gắng lột tả tính cách nhân vật một cách chân thực sinh động. Suốt chặng đường làm nghề, anh sở hữu nhiều giải thưởng, trong đó phải kể đến nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2014 và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 năm 2015. Gần đây nhất, anh tham gia phim truyền hình Bánh Mì Ông Màu 2 với vai diễn Ông Dũng. Nam diễn viên gây ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật đa nhân cách và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt, vai diễn Ông Dũng này cũng đã giúp nam diễn viên nhận được đề cử nam diễn viên xuất sắc của lễ trao giải Ngôi sao xanh 2021. Tuy nổi danh với dạng vai ác, song đời thực của Huy Cường hoàn toàn trái ngược. Trong gia đình mình, anh là người yêu thương vợ con và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 2 thập kỷ với diễn viên Chế Hoàng Lan. Trong gần 20 năm đồng hành cùng nhau, anh và vợ đã trải qua nhiều vất vả gian khổ. Hiện vợ chồng anh có với nhau một con trai, cậu nhóc có thành tích học tập tốt, năng khiếu thể thao. Nên duyên vợ chồng từ tờ 10.000, không dám ăn phở 15.000. Huy Cường và Chế Hoàng Lan bén duyên khi cùng học tập tại sân khấu những năm 90. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà xã nam diễn viên là bạn cùng lớp khi đó đã âm thầm đóng thay anh 10.000 đồng tiền quỹ lớp. Số tiền nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa đó chính là điều giúp gắn kết tình cảm như cả hai cho đến tận bây giờ. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân khó khăn, hai người chắc chiêu từng đồng tích góp một số vốn nhỏ để buôn bán. Nam diễn viên bồi hồi kể về thời điểm năm 2004 khi anh rời khỏi nhóm hài cùng vợ chuyển hướng sang kinh doanh. Ngay cả tô phở 15.000 đồng mà hai vợ chồng cũng không dám ăn. Đồng vợ đồng chồng tắt biển đông cũng cạn. Đến năm 2012, anh và bà xã mở quán ốc và khá thuận lợi trong buôn bán. Thế nhưng sau khi được nhiều đạo diễn mời đi đóng phim, anh không còn thời gian trông coi quán nên đành quyết định đóng cửa. Làm được 9 tháng, các đạo diễn mời đi phim nhiều, những vai diễn của tôi trong Vật Chứng Mong Manh bảo được khán giả đón nhận nên tôi dẹp quán, nam diễn viên chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Thời điểm đó, anh khiến khán giả bất ngờ khi tăng 10 kg do thường xuyên tiếp đón thực khách. Hết lòng hỗ trợ chồng, diễn viên kịch Hoàng Lan tìm cách giảm cân nhanh chóng cho nam diễn viên bằng cách yêu cầu anh mặc 2-3 lớp áo mưa và chạy bộ giữa trưa nắng để có thể về dáng phù hợp với vai diễn trong bộ phim sắp tới. Trước đó, trong một talk show, Huy Cường không quên dành những lời ngọt ngào gửi đến bà xã đã gắn bó bên anh gần 20 năm. Nam diễn viên nói, cảm ơn em đã đồng hành, chia sẻ cùng anh dù qua nhiều khó khăn gian khổ. Anh mong rằng những gì vợ chồng mình gặt hái được trong thời điểm này sẽ chứng minh cho lời nói cũng như hành động của anh nhiều năm qua. Hành trình nuôi dưỡng chăm sóc con trai. Huy Cường và Chế Hoàng Lan có con trai đầu lòng mang tên Huy Vũ, tên thân mật Tinquel, vào năm 2007. Trong 3 năm đầu chăm sóc con nhỏ, hai vợ chồng rất vất vả khi bé rất khó ăn, nhất là khi ăn dặm. Mỗi lần con chỉ ăn được vài muỗng, thậm chí anh phải rút bằng xi lanh bơm vào miệng cho con, nhưng bé vẫn bị trớ ra ngoài. Trong suốt 3 năm đó, bà xã anh tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật, lùi lại để chăm sóc gia đình. Anh tâm sự, có nhiều đêm hai vợ chồng nằm ngủ gục bên con, suốt 3 năm không được một giấc yên, không dám đi đâu chơi. Vậy nhưng vì gia đình cần có người đi làm kiếm tiền, nên dù rất thương vợ, tôi vẫn phải đi. Vợ hy sinh và lùi lại để chăm sóc gia đình, tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để đạt được mục tiêu mà vợ chồng thống nhất, tôi hành động thay vì lời nói. Hiện tại cậu bé đang trong giai đoạn dậy thì, khiến người hâm mộ bất ngờ khi sở hữu chiều cao khủng 1m75 ở độ tuổi 15. Cậu bé có thông minh, học giỏi và có năng khiếu thể thao, thích chơi bóng đá và được ba mẹ hết lòng ủng hộ. Nam diễn viên và bà xã luôn đến sân cỏ cổ vũ con trai trong các trận bóng đá giao hữu. Huy Cường là một người chồng, người ba hiền lành, rất ngọt ngào với vợ con. Gần 20 năm chung sống, anh luôn gọi bà xã với cái tên thân mật bé Lan. Gia đình thường tổ chức các buổi đi du lịch nghỉ dưỡng. Trong thời gian giãn cách xã hội, nam diễn viên đã tự chế hồ bơi trong nhà cho con trai và các cháu chơi đùa, tăng sự lạc quan vui vẻ vượt qua đại dịch. Chia sẻ về bí quyết xây dựng lòng tin với bà xã khi hoạt động trong showbiz, Huy Cường nói, mười mấy năm chung sống, vợ tôi rất tin tưởng chồng. Dù công việc của tôi thường đi xa, tiếp xúc với nhiều phụ nữ, nhưng tư cách, cách đối xử của tôi khiến vợ tin tưởng. Nhiều khi đi quay về khuya, vợ tôi còn kêu cứ đi ngủ khách sạn để an toàn rồi sáng làm tiếp. Thực sự có nhiều người phụ nữ lo sợ bắt chồng về liền. Ngoài ra anh cũng cho biết mình là người trọng chữ tín, đã hứa là làm nên luôn khiến bà xã Hoàng Lan yên tâm.
Chẳng những tốt với vợ con, ông Trùm Vai Đểu còn là một người sẵn lòng chia sẻ, có những hoạt động nhân đạo. Gần đây anh tham gia hiến máu tình nguyện, xem như một món quà nhỏ dành tặng cho những người cần. Cuộc sống con người gặp những nút thăng nút trầm đôi khi không như ý, thế nhưng Huy Cường và gia đình vẫn luôn vượt qua khó khăn, đặt niềm tin vào tương lai và hạnh phúc với những gì mình đang có. Khán giả luôn thể hiện sự ngưỡng mộ nam diễn viên tài năng không danh lợi bon chen để có được thành công, anh đã phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt.